Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong con á kính dân mít đến đạo tràng Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô kính à. Nói đây các tỳ kheo hãy ăn cho lỗi cay và giải thoát, ăn trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lỗi cay giải thoát, cho niệm được tăng thượng, thời được chờ là một trong hai quả này, được chánh trí ngay trong hiện tại này. Nếu có dư chứng được Bất Lai, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến bậc khẩu học viên mãn, không còn vị thối dọa, đạt tối thượng trí tuệ, thấy sanh được diệt tận. Ta nói chắc chắn rằng ấn sĩ Mâu Ni ấy mang sắc thân cuối cùng đã bỏ kiêu mạn, đã vượt qua bờ kia, thoát khỏi một sự già yếu. Do vậy, hãy luôn luôn vui trong thiền, thiền định, nhiệt tâm và nỗ lực, thấy sanh được diệt tận. Hỡi các tỳ kheo, hãy nhiếp phục ma vương, tu tập vượt qua mọi, được thoát khỏi một sự già chết. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong. Kính ai dâng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Tam Phương. Dạ, cảm ơn Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 46 La Mã. Dạ, cảm ơn cô ấy mình. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, hãy ăn trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lợi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các tỳ kheo, ăn trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lợi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này, được chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y chứng được Bất Lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến bậc hữu học viên mãn, không còn bị thối đọa, đạt tối thượng trí tuệ, thấy sanh được diệt tận. Ta nói chắc chắn rằng ẩn sĩ Mâu Ni ấy mang sắc thân cuối cùng đã từ bỏ kiêu mạn, đã vượt qua bờ kia, thoát khỏi sự già yếu. Do vậy hãy luôn luôn vui trong thiền, thiền định, nhiệt tâm và nỗ lực, hãy sanh được diệt tận. Hỡi này các tỳ kheo, hãy nhiếp phục ma vương, tu tập vượt qua được, thoát khỏi sự già chết. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Nam mô Bích Thà dạ. Kính mời đạo tràng. Còn vị nào chưa đọc bài thì xin mời bàn tay quý vị đưa lên ạ. Dạ, con không có thấy bàn tay vị nào nữa. Dạ, kính chào Maha Racha người phương Nam vừa vào đạo tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Hương, Xích Tâm Pháp, cô Ái Minh, Xích Rạng Đông, cô Nghe Pháp đã hoan hỷ lên đọc chánh kinh. Dạ, mến chào suối nguồn, kính chào các chất tí chưa vào đạo tràng. Dạ, còn đồng hồ con còn sớm có 3 phút thôi, mà con không có thấy bàn tay vị nào đưa lên. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giới. Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được học bài mới là 47 La Mã, sẽ được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka ti ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chấp kha cha ti ka đề xê tu tham măng hà nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê đêm vi na dánh cha ca dân su tan cha băng thăng hà phi thăm ma chăm măng a cờ ta danh tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ tha nay dê bà đi xa dạ mặt chê ê quan sa ham bà tì sâm ma bà quanh tăng a à gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bùa thâu cà run nhê na thì qua xa già tán ha bùa tha dạ bà nê na mì gà đa dân ta tô gà tô bánh cha quách cha ba giờ nay dê à măng ba dê sì thăm ma tô ta tô ba phu đi xăm bùa thô à nu na thăm ma đê sa năng ma gà quách sa ni đê sê si sa ta năn át tha xích tha cần tệ na sa thu ai giờ phanh tê tệ say tu thâm mà đề sa năng sa ba di tha ba di sa gia a nu cam bâm bị ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp mà 40 năm hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm
Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con xin được đọc phần chánh kinh câu 47. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành. Và ở đây, quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tính thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thời được chờ đợi là một trong hai quả này. Được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được bất lai, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hỡi các bậc cảnh giác, hãy lắng nghe điều này. Những ai còn nằm ngủ, hãy thức dậy tỉnh thức. Thức tỉnh là tốt hơn kẻ đang nằm ngủ. Đối với người thức tỉnh, không có sự sợ hãi. Người thức tỉnh thức chất, chánh niệm và tỉnh giác, thiền định tâm hoan hỷ, nhiệt tình đầy tính thành, chân chánh biết thời giờ. Thắng quán đến chánh pháp, đạt được sự nhất tâm, quét sạch mọi tâm tối. Do vậy hãy tu tập thức tỉnh và nhiệt tình. Vị tỳ kheo thông minh thận trọng chứng cảnh thiền, chặt đứt các kiết sử trói buộc sanh với già. Chính tại ở nơi này chứng chánh giác vô thường. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá. Bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con. Sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Bình Hạnh để được hợp tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bài 47 La Mã. Ở trong nội dung của bài kinh hôm nay đó thì chúng ta đã được nghe cô Nhật Quỳnh đọc phần chánh kinh. Thì trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Afikwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư, Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phakawata Thammo Thammang Namami. Nhất tâm đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đặc lạ. Subhatibhano Phagavato Savakasankho Sankhang Namasa Mi. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh,
là phước điền của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, ở trong nội dung của bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy một loạt mà Đức Phật ngài một loạt chi pháp mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Trước tiên là chúng ta thấy rằng đời sống phải có cái sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh, thức tỉnh ở đây là gì? Trước tiên đó là chúng ta phải nhận biết là biết được cái đời sống sanh tử luân hồi là khổ. Chúng ta phải nhận thức được chuyện đó. Rồi chúng ta thấy rằng, nhận thức rằng là cái mạng sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải qua các cái thời kỳ, từ tuổi ấu niên đến tuổi trung niên và bước sang tuổi lão niên. Chúng ta phải nhận thức rằng cái mạng sống của chúng ta quả thật là ngắn ngủi. Và khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, thì chúng ta không có đem theo được cái gì hết. Khi mà một người nhận thức rằng ý thức được cái đời sống luân hồi là khổ, rồi ý thức được cái mạng sống của chúng ta vốn ngắn ngủi, và như là ngài Ratthabala đã nhận thức khi ngài là còn là một vị cư sĩ, thì ngài nói là thế gian ấy là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả và luôn luôn làm nô lệ cho tham ái. Và chính vì vậy cho nên là mọi sự khổ đau nó diễn ra trong đời sống. Đó là những điều mà chúng ta cần phải có sự thức tỉnh, nhận thức biết rõ. Và do vậy đó thì chúng ta cần phải tạo cái hành trang cho chính mình, tạo hành trang cho chính mình. Và không có cái hành trang nào mà đeo đuổi cho chúng ta suốt cả cái chuỗi dài sanh tử luân hồi này. Chỉ có một điều, đó là hành trang ở đây đó là thiện sự, phước báo, và nói chung là những việc mà chúng ta tu tập. Đó là những cái hành trang tốt nhất và vững chắc nhất, chỗ nương tựa vững chắc nhất để cho chúng ta nương tựa trong cái đời sống luân hồi này. Và chính nhờ cái sự nương tựa đó, đó giúp cho chúng ta được an lạc, giải thoát ở trong hiện tại và trong tương lai. Đó là điều mà chúng ta nhận thức ở đây, ý thức ở đây, thức tỉnh ở đây. Cái điều nữa mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là mình phải có cái sự hoan hỷ tính thầm. Hoan hỷ tính thầm. Hoan hỷ ở đây là hoan hỷ ở trong thiện pháp. Hoan hỷ ở trong thiện pháp. Người ta có thể có một cái tâm hỷ lạc bằng với cái sự tham ái của chính người ta. Thí dụ như một người mà mình thích cái này hoặc thích cái kia đó, giống như là trong bài kinh, trong kinh Trung Bộ có nói là có hai cái sự tầm cầu. Một cái sự tầm cầu của một người phàm phu và một cái sự tầm cầu của bậc thánh. Thì cái tầm cầu của phàm phu là tầm cầu ở trong cái sự dính mắc, trói buộc, khổ đau. Còn tầm cầu của bậc thánh là tầm cầu vượt ra cái sự chính mắc và giải thoát an lạc. Đó là hai cái sự tầm cầu. Và khi mà nói đến cái sự tầm cầu của người phàm phu á, đây đó là nó vẫn có một cái sự hỷ lạc ở trong đó. Sự hỷ lạc, bởi vì chúng ta nói ở trong Phật pháp á, là trong tham tâm của chúng ta, trong di diệu pháp á, là tham tâm nó cũng có cái tâm tham thọ hỷ. Tham thọ hỷ. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng
sự quan hỷ đó là quan hỷ của bất thiện. Trong khi một người quan hỷ ở trong thiện pháp ở đây đó là mình quan hỷ thật sự là mình trải cái tâm của mình vô ở trong cái đời sống tu tập cho chính mình. Mình phải thật sự là quan hỷ. Và cái đời tu đó thì cũng không phải là một cái gì nó xa xôi lắm, mà chính mình tìm cái nguồn an lạc ở chính là nội tâm của mình. Có một lần nọ đó là một vị bà la môn nọ hỏi Đức Phật tại sao ngài được an lạc trong khi ngài ở một cái nơi thanh vắng như vậy, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc như vậy mà sao ngài có an lạc. Thì ngài nói là ngài không chấp giữ bất cứ một cái thứ gì, cho nên là ngài không có thấy gì mà gọi là đau khổ. Ở đây muốn nói tức là cái tâm không có tham chấp ở trong cái gọi là của thế gian, tức là cái sự tầm cầu của thế gian. Vì vậy cho nên Đức Phật dù ở đâu đi nữa thì ngài vẫn có được cái sự an lạc. Thì ở đây muốn nói cái sự quan hỷ ở trong thiện pháp rất là quan trọng. Dù là một người Phật tử chúng ta người tu của chúng ta nói chung và người cư sĩ chúng ta nói riêng, thì chúng ta quan hỷ ở trong cái thiện pháp mà mình đang thực hành á, quý vị trì giới, mình quan hỷ, rồi cái sự an lạc do giới mang lại là tâm mình không có cái sự hối hận. Như là thanh tịnh đạo ngày Buddha Cô Sá ngày nãy là giới là gì? Giới là làm cho cái nội tâm của mình không có sanh ra một cái sự hối hận. Vì vậy cho nên là họ có được cái sự an lạc. Hoặc là một người mà có một cái sự quan hỷ ở trong cái việc mà mình học Phật pháp cũng vậy. Sự thật ra đó thì cái cách nghe Phật pháp và học Phật pháp có nhiều cách, nhưng mà có những người đó thì chúng ta thật sự là trong những cái sự liên quan trong cái đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta để nít ở đây nhưng mà có khi chúng ta cũng không được nghe, hoặc là có khi chúng ta cũng không có thể chuyên tâm vào nghe hết hoàn toàn được, mà bây giờ chúng ta là để vào một cái việc khác gì đó chúng ta không có nghe được, thì chúng ta cũng không có thể nào mà quan hỷ một cách hoàn toàn ở trong thiện pháp, đặc biệt là cái việc mà nghe pháp. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói, ví dụ như quý vị mà quan hỷ ở trong cái việc mà học Phật pháp đó, từng những lời Phật ngôn, một điều đó là chúng ta mỗi một vị giảng sư đó có một cái cách trình bày khác nhau, rồi cái ngôn từ cũng có thể là khác nhau, nhưng mà nội dung ở trong cái Phật pháp, Phật ngôn á, trong nội dung chánh Phật ngôn mà Đức Phật, Chư Tăng, các vị giảng sư muốn chuyển tải đến chúng ta cái gì đó, thì chúng ta chú ý nghe để học cái đó. Và mỗi một lần nghe qua, sự thật ra Phật pháp á, có thể là những điều đó có thể lặp đi lặp lại, và có những điều đó, có những điều mà chúng ta mới học mới mẻ hoàn toàn. Thì cái điều mà chúng ta nghe đi nghe lại đó, nó làm cho chúng ta nhớ và chúng ta là hiểu sâu hơn nữa. Còn những điều mà chúng ta bắt đầu mới nghe đó là chúng ta được học được cái điều mới, đừng nghĩ rằng là Chư Tăng là sẽ giảng dạy cái điều đó có khi lặp đi lặp lại, mà quý vị biết rằng thiện pháp á, thì chúng ta dường như là chúng ta phải làm đi làm lại, lặp đi lặp lại. Nhiều lần nó trở thành cái mà thuần thục vốn của chính mình. Thì cái điều đó mới là quan trọng. Chứ nhiều khi mình nghe thường thường đó là cái phinh hướng của người phàm phu á, là chúng ta có một cái phinh hướng của pháp bất thiện nó mạnh. Và do đó chúng ta phải dùng một cái phinh hướng, dùng cái thiện pháp để đánh mất cái phinh hướng bất thiện đó đi. Bằng cách là chúng ta nghe, hiểu và suy tư để thực hành cái lời dạy của Đức Phật, nó trở thành cái vốn mình, thì cái đó nó trở thành cái của mình, cái vốn của mình. Thì chúng tôi xin thưa quý vị đó là cái điều đó nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là trong cái việc mà mình học Phật pháp cũng vậy, mình phải có một cái tâm thật sự là quan hỷ.
Chúng tôi nói ở đây không có nghĩa là chúng ta vào trong room này để chúng ta nghe đâu. Chúng ta có thể gặp được một cuốn kinh cao sách chánh gì đó, chúng ta lật ra một trang, chúng ta coi, chúng ta chăm tâm đắc một cái điều đó, chúng ta ráng cố gắng ghi nhớ, hoặc thậm chí chúng ta lấy cái cuốn vở ra, chúng ta ghi cái câu Phật ngôn đó để chúng ta suy gẫm, chúng ta học thuộc lòng để nhớ. Cái cách mà ngày xưa đó chúng tôi nhớ rằng là Chư Tăng mà cách đây khoảng hơn 2 thập kỷ, thì học thuộc lòng là điều đó rất là quan trọng. Mà chúng tôi nhớ hồi khi mà mình còn trẻ đó, thì có lẽ là việc học thuộc lòng chúng ta có một cách dễ dàng. Nhưng mà bây giờ khi mà mình có tuổi một chút đó, thì mình bắt đầu là học nó cảm thấy nó khó khăn. Khó khăn. Mà những cái gì mà chúng ta nhớ rồi, hiểu rồi, và bây giờ chúng ta có xem lại, nó trở thành cái gợi lại cho chúng ta, để chúng ta lại hiểu sâu hơn tí nữa. Hiểu sâu hơn tí nữa. Cho nên là mình phải tập thật sự là trong cái sự quan hỷ. Chúng tôi nhớ hồi hồi mà khoảng năm 90-91, lúc đó ở tại chùa Bụ Đức có một cái lớp học giáo lý. Bản của chúng tôi lúc đó là học viên ở trong cái lớp học đó. Mà học với diệu pháp thì quý vị biết rằng ngay cả cái chuyện mà mình nhớ cái bản nêu chi pháp đó, mới ban đầu thì nó khó. Nhưng mà đến khi mà mình đã nhuần nhuyễn rồi, bản nêu chi pháp nó không phải là một vấn đề. Nó không phải là vấn đề. Mà bây giờ nó lại hiểu cách khác nữa rồi. Hiểu sâu hơn nữa rồi. Cho nên là đến nỗi mà mình học thuộc lòng mà tối mình nằm chiêm bao á, mình vẫn nhớ là mình nhớ thì bản nêu chi pháp đó. Thế có nghĩa là ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình thâm nhập ở trong cái sự quan hỷ học Phật Pháp. Đó là một điều. Cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là chúng tôi xin thưa đó là mình có cái việc mà nhiều khi quý vị biết rằng mình dành cái thời gian cho mình đời sống thiền tập đó. Chúng tôi tạm gọi là cái từ thiền tập. Thiền tập tức là mình tập thiền. Tập thiền bằng phương pháp thiền chỉ hay thiền định. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình phải có một cái thời gian thiền tập cho chính mình. Thiền tập. Cho nên là nhiều khi là mình bị bận công việc. Quý vị nhiều khi đối với quý vị bận công việc nha. Quý vị bận việc này, việc nọ, quý vị không có thể thức dậy sớm được. Hay hoặc là quý vị không thể ngồi thiền được, cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ hôn trầm nó sẽ sanh khởi mà. Nó cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, nó mệt mỏi, nó giả dưỡi. Cho nên là cái chuyện mà thức tỉnh cho chúng ta đó, để chúng ta có một cái sự thức tỉnh nó rất là khó. Để chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta tập bằng cái đề mục nào đó, hoặc là đi, đứng, nằm, ngồi. À, chúng ta theo dõi nó khó, nhưng mà rồi đó thì thật sự là mình phải đặt cho cái tâm của mình nó quan hỷ ở trong cái việc hành thiền. Nói đến Phật pháp ấy, thì có 3 phương diện: pháp học, pháp hành và pháp hành, pháp thành. Cho nên là cả pháp học, pháp hành và pháp thành, chúng ta phải nói đến cái việc mà pháp thành đi, tức là chứng quả vị thánh nhân gì đó, hay là thiền định đạo quả gì đó, chúng ta khoan nói. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái cần thiết, cốt lõi và nền tảng hết sức, đó là pháp học và pháp hành. Hai cái điều đó chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Cho nên là chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà vẫn dành cái thời gian để mà mình quan hỷ ở trong cái việc hành thiện. Biết rằng cuộc sống thì chúng ta có nhiều cái bận rộn, có nhiều cái này cái kia, rồi chúng ta mệt mỏi giả dưỡi, chúng ta không thể dành thời gian để chúng ta tu tập đó, để hành thiền đó. Thì sự thật ra nói trên phương diện thiền quán thì rõ ràng là chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi chúng ta cũng có thể hành được. Còn cái thiền định thì cần đòi hỏi là chúng ta phải còn ngồi một chỗ để chúng ta theo dõi cái hơi thở, xin lỗi, theo dõi, bám sát vào cái đề mục của mình thì nó hơi khó một chút. Nhưng mà rồi đó là chỉ vào quán, thiền định và thiền quán nó luôn luôn là hỗ trợ cho nhau trong cái việc mà mình hành thiền. Cho nên mình phải tập cho mình có cái sự quan hỷ trong việc hành thiền. Rồi bất cứ một cái thiện sự nào chúng ta làm thì thật sự là tập cho chúng ta có một cái sự hoan hỷ trong cái việc đó. Hoan hỷ ở trong việc đó. Giống như người ta nói bên ngoài đó là hả, mình làm việc gì mà mình có đam mê thì mình sẽ giỏi giắng, mình mau mắn, mình thành tựu cái công việc đó.
vậy đó. Thì ở đây nói trong Phật pháp có nghĩa là mình làm bất cứ một thiện sự gì thì mình phải có cái sự hoan hỷ trong đó. Cái điều nữa đó là ở đây đó Đức Phật ngày dạy là chúng ta phải có một cái tâm tín hành. Tín hành. Tức là chúng ta phải có một cái niềm tin tịnh tín ở trong cái phương diện thiện pháp nào chúng ta thực hành. Bây giờ học Phật pháp đó chúng ta thấy rằng là ngày nay đó mà Phật pháp được diễn thuyết nhiều thứ, được triển khai nhiều thứ, mà ngại nhất là cái chuyện mà chúng ta dùng Phật ngôn mà chúng ta lại hiểu sai Phật ngôn hoặc là diễn đạt sai Phật ngôn, thì cái này nó tạo nên cái sự nguy hiểm, cái sự không tốt cho chính mình và những người chung quanh. Cho nên cái sự tín thành ở đây đó là mình phải có cái niềm tin ở trong cái thiện pháp mà mình thực hành. Nghe Phật pháp cũng vậy. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có một cái bài kinh mà dụ cái trống. Ở một làng nọ có một cái trống gọi là trống hiệu lệnh, cái trống hiệu lệnh. Và cái trống đó khi mà được đánh lên thì cả làng đó nghe cái tiếng trống là quy tụ lại một cái chỗ, một cái nơi mà ta gọi là cái chỗ tập trung lại của cái làng đó, người dân làng tập trung lại. Thì Đức Phật ngài nói như vậy. Thì cái trống đó nó được gìn giữ, nó được bảo vệ và được quấn biết bao nhiêu thời gian. Và cuối cùng thì cái trống đó nó sẽ hư hết toàn bộ, chỉ còn cái chốt trống thôi. Da trống cũng bị rách và thùng trống cũng bị mục hư nát, nhưng mà chỉ còn có cái chốt trống. Ở đây muốn nói đến tức là những cái cốt lõi ở trong cái chốt trống đó nó mới còn lại. Thì ở đây khi mà nói đến Phật pháp á, thì những điều cốt lõi của Phật pháp, nền tảng là chân lý, thì nó không bao giờ thay đổi. Còn cái gì mà nó theo trào lưu, theo khuynh hướng, theo cái gì đó thì nó chỉ có giá trị một thời nào đó thôi, chứ nó không thể nào có giá trị một cách trường cửu được. Thì ở đây muốn nói đến là chân lý, chân lý. Cho nên cái việc mà một người mà có cái sự tín hành, tức là có niềm tin mà thật sự là chúng ta chuyên chú vào cái việc đó, tín thành là tức là chúng ta có niềm tin mà chúng ta chuyên chú vào việc đó, cái việc mà chúng ta thực hành, thì điều đó mới là quan trọng. Khi mà nói đến cái việc mà hoan hỷ và tín thành ở trong cái gì, trước tiên đó là Đức Phật ngài nói là mình giữ cái đời sống chánh niệm, tỉnh giác và thiền định trong ba cái pháp này. Nói thiền định thì nhiều khi là chúng ta có một cái hiểu sai đi, là chỉ hiểu thiền định là một cái chung chung nhất. Thiền định là một cái chung chung nhất. Nhưng mà thiền định ở đây chúng ta hiểu là có thể đây là một trong những cái tập cho mình một cái đời sống thiền chỉ. Tức là lúc nào cũng trụ tâm. Thiền định ở đây á, là có nghĩa là mình trụ tâm trên một đề mục. Ví dụ như là một người lấy một cái đề mục nào đó bằng đất. Trong Thanh Tịnh Đạo bảo rằng là mình lấy cái đề mục là của một cái miếng đất sét, mình nắng nó làm sao mà nó trở thành chừng đường kính 20 vuông, 20 cm, tức là độ khoảng một gang tay chúng ta. Rồi chúng ta nắng thành hình tròn, rồi chúng ta để cản xa một hai hàng tay để chúng ta nhìn, để trụ tâm vào đó, dán tâm vào đó. Bởi vì cái điểm chính của thiền định, tức là thiền chỉ ở đây đó, là tập cho mình giữ tâm mình, tập cho mình giữ tâm bằng cách là dán tâm trên đề mục. Mặc dù nói là thiền chỉ có 40 đề mục, thì nói đến đề mục thì rất là nhiều đó. Thì đề mục nào nó cũng có cái kết quả của đề mục đó, có cái kết quả của đề mục đó nếu mà mình hành một cách rốt ráo. Cho nên mà trụ cái tâm của mình, dán cái tâm của mình đừng để phóng thì nó rất là khó. Và do vậy mình phải thường xuyên thiền định, tức là chúng ta tập cái tâm của mình ở trong cái phương pháp. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng các vị Phật tử chúng ta nhiều khi cũng đi dựng tham dự những cái khóa thiền,
hoặc là mình thỉnh thoảng thì cũng thỉnh thoảng đi đi ở trường thiền này hoặc trường thiền nọ, thì chủ yếu là các vị thiền tâm thiền sư dạy cho chúng ta đó về phương pháp thiền định hay hoặc là phương pháp thiền quán để chúng ta giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm. Cho nên là trong hàng ngày đời sống chúng ta đó là phải luôn luôn giữ cái tâm ở trong cái đề mục. Đề mục nào mà mình cảm thấy nó dễ. Bản thân chúng tôi thì chỉ là thấy rằng mình thích hợp cho cái đề mục hơi thở thì mình cứ dựa vào đó để mà làm. Giờ đó mà làm. Cho nên là những cái lúc mà rảnh rỗi thì mình cũng nên cố gắng giữ cái tâm của mình bằng cái đề mục mà mình cảm thấy như cái đề mục đó nó thích hợp cho chính mình thì mình thực hành đó. Giữ tâm. Bởi vì trụ tâm á, thì ở đây muốn nói tới là khi mà mình trụ tâm đến một mức độ nào đó thì cái định tâm mình nó có, cái định tâm mình nó có. Cho nên ở trong cái khuynh hướng của tâm của chúng ta đó là người phàm phu đó, là cái tâm phóng dật, trạo cử, sân hận, tham dục nó thường xuyên nó chi phối. Chúng ta để ý ngồi mà chiêm nghiệm lại cái nội tâm của mình nhìn đi. Không có cái chuyện này thì chuyện kia, không tham đắm thích thú hài lòng thì lại có những chuyện khó chịu bực bội không hài lòng, và có những trạng thái ở nội tâm nó là một trạng thái không tham đắm, không thích thú và không hài lòng cũng có, nó nhiều thứ. Và ở một trạng thái bình thản, ở đây muốn nói tức là cái cảm thọ của chính mình, cái cảm thọ của chính mình. Cho nên ở đây á phải nói một điều đó là mình giữ cái tâm của mình một cách thường xuyên như vậy đó thì nó khó, nhưng mà buộc phải làm, mình phải làm và làm nhiều lần và nhiều lần, làm tới làm lui hoài vậy đó. Một quý vị theo dõi trong một cái đề mục nào đó thì một lát sau cái một quý vị bị sao lãng đi, tức là cái tâm của mình hướng đến một cái cảnh gì đó, nó thuộc cảnh pháp hay là cảnh thân, cảnh sắc hiện tại hay là cảnh gì đó, hướng vào cái cảnh đó thì chúng ta phải sực nhớ, chúng ta giữ cái tâm của mình lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy hai cái pháp nè. Trên phương diện thiền quán thì một người cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là sao mà tỉnh giác là sao? Có nhiều lần chúng tôi nói với quý vị hoài, chánh niệm đó là sự ghi nhận. Cái điều thứ nhất đó là mình ghi nhận, điều thứ hai là mình ghi nhớ. Ghi nhận là ghi nhận ở hiện tại, hiện tại ví dụ như bây giờ mình đang theo dõi hơi thở, hay hoặc là mình đang đang quán về cảm thọ của chính mình, tâm của mình đang cảm thọ ra sao, mình biết như vậy. Tỉnh giác là mình biết rõ những cái việc đó đang diễn ra. Chánh niệm là sự ghi nhận, mà tỉnh giác tức là mình biết rõ. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng ở trong kinh thập thượng. Ngài Xá Lợi Phất ngài dạy vậy. Cho nên nhiều ở trong bài kinh á thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta về chánh niệm và tỉnh giác rất là quan trọng. Cho nên là chánh niệm, cái ý thứ nhất á, là mình ghi nhận những gì, cái gì đang diễn ra, cái gì đang diễn ra. Thí dụ như vậy, hơi thở hay là cảm thọ đất nước lửa gió liên quan với thân tứ đại của chính mình biết như vậy. Cái gì mà cứng hoặc là mềm thì nó là đất. Đấy. Rồi cái gì mà nó tạo sự căng phồng di chuyển đó là gió, tức là hơi thở của chúng ta, hoặc là hơi ở lên ở xuống, hoặc hơi ra hơi vào như thế nào, hơi lên hơi xuống, hơi ra hơi vào, những cái đó nó đều là gọi là gió hết. Nó tạo nên sự căng phồng và di chuyển đó là gió. Rồi cái gì nóng hoặc là lạnh thì nó là lửa. Và cái gì mang tính quế tụ, rịn ướp tuôn chảy thì nó là nước. Nó là nước. Cho nên nhìn ở trong thân tứ đại của chúng ta, nếu như một người có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta mới quán chiếu thấy rõ được điều đó. Quán chiếu. Cho nên chánh niệm, cái ý thứ nhất ở đây là ghi nhận. Cái thứ hai nữa là mình ghi nhớ. Ghi nhớ không phải là ở đây là ký ức, nhưng mà ở trong cái việc nhớ của mình á,
cái việc nhớ của mình thì trong đó có một phần của chánh niệm. Mình ghi nhớ là ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ cái đề mục nó đừng bị sao lãng. Ghi nhớ, ví dụ như một người mà niệm về hơi thở thì người ta ghi nhận, ghi nhớ, biết rõ vậy, biết rõ vậy. Cho nên khi mà họ họ ghi nhận, ghi nhớ, biết rõ như vậy thì cái điều đó rất là quan trọng. Tại vì trong cái suy nghĩ của chính mình á, thì nó có luôn luôn trong một cái trạng thái là bị phiền não nó chi phối. Cho nên là mình luôn luôn có một cái sự chấp giữ, ái luyến và chấp giữ. Khi mà một người mà nhìn vào ở trong cái sự xuất giác của chính mình, bây giờ mình mỗi bước đi hay mỗi một cái hơi thở hoặc là mỗi một cái suy tư của mình thì đã có căn thì phải có cảnh, có căn có cảnh thì thức sanh khởi thôi. Và trong ba cái đó đó, căn cảnh thức tạo nên xúc, tạo nên xúc, thì ở trong căn cảnh và thức, và căn cảnh và thức ấy, thì mỗi pháp nó, các pháp nó gọi là tụ hợp lại đó, nó hội tụ lại đó, thì rõ ràng là nó tạo nên cái sự xúc giác cho chúng ta thôi. Xúc giác do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì cái đó nó cũng chẳng qua là cảm thọ, xúc suy duyên cho thọ. Cho nên chúng ta thấy rằng là chính một người có chánh niệm tỉnh giác, ví dụ như bây giờ nè, một người mà tập cho mình một cái đời sống chánh niệm, chánh niệm bằng cái hơi thở hay là bằng những cái cảm thọ của mình, mà mình đã thuần thục ở trong cái đó rồi á, thì có những cái gì đi nữa thì tâm của mình nó không có biến động, nó không có thay đổi, nó không có bị chao động, nó không bị chao động, không bị cảnh chi phối. Còn nếu không á, thì thường là bị cảnh chi phối. Cảnh chi phối, cảnh đó thuộc về mắt thấy, cảnh đó là tai nghe, cảnh đó là mũi ngửi, cảnh đó là lưỡi nếm, cảnh đó là thân xúc chạm, cảnh đó là tâm của mình suy nghĩ. Nhưng một người có chánh niệm thì bấy giờ họ lại để cái tâm của họ vào trong cái đề mục mà họ đang theo dõi, thì không bị tán loạn. Cho nên chánh niệm và tỉnh giác là hai cái pháp mà được nói đến như một người tu tập thiền quán rất là cần thiết ở trong đời sống. Và chỉ có chánh niệm thì chúng ta mới có thể là có phát sinh ra một cái trí tuệ để chúng ta soi sáng, soi thấu đối với năm uẩn của chính mình. Nói trong Phật pháp tức là thân của mình bao gồm cả năm uẩn. Sắc uẩn là thể chất của chúng ta, thọ uẩn là những sự cảm thụ cảnh của chúng ta, tưởng uẩn là cái mà chúng ta kinh nghiệm lại những cái cảnh đó, thức uẩn là cái nhận biết, hành uẩn là sự biến đổi, thay đổi của các pháp, trạng thái của nội tâm của chúng ta nó như thế nào. Tính chất và trạng thái của nội tâm của chúng ta đó là hành uẩn. Cho nên nếu mà mình nhìn kỹ lại đó, thì sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thì nó là một cái sự tập hợp. Tập hợp vì sao được gọi là uẩn? Chữ khanh ti, xin lỗi, chữ chữ khanh thá ở đây tức là chỉ cho cái uẩn của chúng ta, tức là sự hội tụ lại, sự nhóm lại ở trong uẩn, gọi là nhóm chùm khối, tức là những cái gì mang tính nhiều thứ nó gồm lại thì đó được gọi là uẩn. Cho nên là một cái gì nó không đơn thuần, nó chỉ một mình nó, mà nó là phải nhiều cái sự hội tụ lại, nhiều pháp để quy tụ lại trở thành cái gọi là uẩn, mà trong đó nó có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cho nên không có một cái gì được gọi là chính ở cái tôi ở trong cái này hết, hay là tự ngã của tôi trong này hết, hoặc là của tôi trong này hết. Cả ba khía cạnh không có cái tôi ở trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, cái suy tư đó. Không có cái của tôi trong cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó. Mà không có cái tự ngã của tôi trong đó. Tức là không có một cái gì hằng hữu ở trong cái tôi đó. Cho nên ở đây muốn nói đến cái sự hợp thành gọi là uẩn. Và với một cái người tu tập thiền quán cũng vậy.
Có nghĩa là chúng ta chỉ biết rõ là cái sự ghi nhận biết rõ như vậy thôi. Sự diễn biến như vậy để thấy rằng không có cái tự ngã, vì không có một cái linh hồn hay là không có một cái sự cái gì đó nó hằng hữu ở trong cái năm quẩn này. Cho nên hả, hội tụ đủ năm quẩn này thì gọi chung là với một cái người mà thiền quán, tu tập thiền quán thì thấy rõ như vậy. Cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, nào là thức quẩn, cái nào là hành quẩn, vị ấy biết rõ. Và nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó, chúng ta mới có thể có cái sự soi thấu được. Soi thấu mà đến một mức độ nào đó thì cái tuệ chúng ta mới được sanh khởi. Ở đây nó nói đến điều này đó thì thật sự ra để chúng ta có một cái sự quan hỷ ở trong cái việc hành thiền đó, tu tập đó, thì điều này rất là quan trọng. Cho nên là chúng tôi nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có một cái vị trưởng lão lúc mà xuất gia tuổi già, thì vị trưởng lão này vào trong giáo pháp của Đức Phật, thì vị này mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp này có mấy phận sự? Thì Đức Phật ngài mới trả lời rằng là có hai cái phận sự, gọi là Ganh Thát Thú Rát và Vipassana Thú Rát, tức là phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Hai phận sự đó Đức Phật ngài trả lời là có hai cái phận sự, Ganh Thát Thú Rát và Vipassana Thú Rát. Thì khi mà hỏi Đức Phật vậy thì vị này do xuất gia ở tuổi già đó, cho nên là vị này bạch Đức Thế Tôn, con nay tuổi đã cao, con xin Đức Thế Tôn cho con thực hành một cái phận sự, đó là phận sự phát hành, và xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con. Thì Đức Thế Tôn ngài mới truyền đạt cho cái vị tỳ kheo này với một cái đề mục thiền tập cho cái vị này. Thì vị này học hỏi xong rồi bắt đầu là ẩn cư ở trong rừng, đi tìm một cái nơi thích hợp để mà lo hành thiền. Thì chẳng bao lâu sau thì vị này chứng quả vị A-la-hán. Nói điều này để cho quý vị thấy rằng là chúng ta muốn qua cái ngưỡng cửa thì tất cả các ngưỡng cửa Phật pháp để mà đạt được cái sự an lạc giải thoát đó, thì rõ ràng là chúng ta phải có những cái thiện pháp để hỗ trợ cho nhau, nhưng mà cũng không thể nào thiếu phương pháp thiền tập trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì chính cái phương pháp mà thiền tập đó, nó là một phương pháp mà để đưa tâm của chúng ta đến cái sự an lạc, dứt khỏi những cái sự ràng buộc. Tuy nhiên có những pháp khác để hỗ trợ cho chúng ta, giống như con đường tu thì phải thực hành giới, định và tuệ, và bên cạnh đó thì một người tu cần phải thực hành những thiện sự khác nhau để chúng ta hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta tu tập để đưa đến sự an lạc. Cho nên nếu nhiều khi mình có cái sự nỗ lực đó, có sự nỗ lực nhưng mà cái pháp độ ba la mật của chúng ta chưa có đủ, hoặc là các cái thiện nghiệp thiện duyên ở trong đời sống của chúng ta chưa có đủ để làm cái sự hỗ trợ cho cái việc chúng ta tu tập để chứng đắc, thì chúng ta có cố gắng gì thì cũng khó. Nhưng mà nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập thì cần phải thực hành những cái thiện pháp, đặc biệt là mình phải có sự tính thành quan hỷ ở trong cái thiện pháp đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là hỡi những bậc cảnh giác, nhưng mà ở đây chúng tôi không nói là cảnh giác mà phải là thức tỉnh. Tức là người một người mình phải như là mình có cái sự thức tỉnh, thấy cái đời sống luân hồi là khổ, rồi thấy cái mạng sống của mình, kiếp sống nhân sinh của chúng ta đó vốn là ngắn ngủi, cho nên là chúng ta phải dành hết cái thời gian cho cái thiện sự trong đời sống hàng ngày của mình. Mình phải thức tỉnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh là vậy. Tức là ba canh của cuộc đời, từ ở cái trung niên, ấu niên và lão niên, chúng ta phải có thức tỉnh, và có sự thức tỉnh tức là nhận thức mình biết như vậy, biết được cuộc đời sống luân hồi là khổ, mạng sống của chúng ta là mong manh, và do vậy chúng ta phải tạo hành trang cho chính mình, đó là thiện sự công đức. Đó mới gọi là người trí.
Và phải biết rằng là dù là chúng ta có những lúc mê muội đó, có những lúc mê muội, nhưng mà những cái lúc nào mà chúng ta thức tỉnh được thì chúng ta nên cố gắng thức tỉnh, nhận biết những điều đó, nhận biết điều đó. Như vậy thì khi mà mình nhận biết điều đó thì mình phải lo cái hành trang cho chính mình. Mà ở đây nói đến đó là mình phải tập cho mình cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác, thiền định ở trong đời sống của mình. Nhiều khi mình, chúng tôi nói hoàn cảnh thật của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta còn bận rộn những cái công việc rồi, nhưng mà những cái lúc nào mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta nên cố gắng dành cái thời gian cho thiền tập. Có khi mình đi vô trong trường thiền, hành thiền, có khi mình ở nhà cũng vậy, nhưng mà mình vẫn giữ cái đời sống chánh niệm của mình, đời sống trụ tâm của mình trên một cái đề mục, vẫn giữ cái đời sống thiền tập của mình trong đời sống hàng ngày, thì rõ ràng là cái đó nó không có mất đâu hết á. Không ai lấy mất của mình những điều đó. Thiện sự công đức mà chúng ta tu tập á, thì không ai lấy mất đâu. Mà chính điều đó nó làm cho chúng ta giống như là mình thực hành những cái thiện pháp để hỗ trợ cho mình, để mà mình đưa đến cái sự thành tựu chánh trí. Cái chánh trí ở đây đó, chúng tôi xin thưa quý vị là điều mà Đức Phật ngày ở đây đó là sao? Được hai cái điều lợi ích. Cái thứ nhất đó là ngay trong hiện tại chúng ta có cái chánh trí. Ngay trong hiện tại chúng ta có chánh trí. Chánh trí ở đây đó, một đó, là chúng ta thấy đúng về nhân quả. Nhân quả ở đây đó không chỉ giới hạn ở trong cái luân hồi nghiệp báo thôi, mà nhân quả ở đây là chúng ta nhìn xuyên thấu qua cái sự sanh diệt của năm uẩn, xuyên thấu qua cái việc mà chúng ta thấy rõ, biết rõ của sự sanh diệt của năm uẩn. Mà muốn có điều đó đó là chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác, thì cái chánh trí nó mới có thể sanh khởi. Và cái chánh trí trong cái nghĩa thứ hai nữa là chúng ta mới có thể là cắt đứt được phiền não được. Đó là mình nói đến bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Bậc thánh Tu Đà Hoàn. Cho nên bước chân vào dòng thánh đời đó không phải là dễ đâu. Nhưng mà rõ ràng là bước chân vào dòng thánh thì chúng ta mới thấy là chắc ăn. Chắc ăn. Còn phàm phu thì có thể là thay đổi. Có khi thì chúng ta sanh ở cõi các cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Do chúng ta chứng thiền. Nhưng mà rồi đó là cứ tiếp diễn vậy, sau khi mà chúng ta hưởng hết cái quả thiền thì chúng ta cũng lại tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà một vị mà thánh nhân á, Tu Đà Hoàn á, thì dù gì đi nữa thì cái điều này đã đoạn tận phiền não, đoạn cái phiền não, không có đoạn, gọi là đoạn những cái ác nghiệp để không còn tái sanh trong khổ cảnh, và có gì đi nữa thì cũng không có quá bảy kiếp. Bảy kiếp. Cái chánh trí đó nó quan trọng. Ở đây muốn nói là cái trí đạo ở trong bậc sơ đạo sơ quả. Sơ đạo sơ quả. Cái trí của một bậc thánh mới xác định được cái niềm tin của mình đối với Phật, Pháp, Tăng, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo một cách xác đáng. Xác đáng. Cho nên ở đây là nói chánh trí trên hai cái phương diện vậy. Dù là một người phàm phu mà nhận thức đúng như vậy thì cũng được gọi là chánh trí. Hoặc là đối với bậc thánh, sau khi tâm thánh đạo sanh khởi lên, thì ngay cả cái lúc mà tâm thánh đạo sanh khởi lên đó, thì lúc đó là chánh trí để mà sanh vào trong cái dòng thánh này, là bậc, dù là bậc thánh Tu Đà Hoàn thì vị đó vĩnh viễn không còn thối đọa và không có sanh vào khổ cảnh nữa. Khổ cảnh. Cái điều thứ hai có thể nói, nếu mà ở đây nói là hai nếu còn dư y đó thì chứng được bất lai. Dư y đó có nghĩa là vị ấy đã đoạn được năm cái hạ phần kiết sử đầu tiên. Mặc dù là bậc thánh Tu Đà Hoàn thì đã đoạn tận được ba cái kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cầm thủ. Bậc Tư A Na Hàm á, là bậc tam quả đó, thì đoạn thêm hai cái kiết sử nữa,
đó là dục ái và sân. Cho nên là cái vị này gọi là bất lai. Bất lai tức là không sanh trở lại. Cho nên là vị này nếu mà không sanh về cõi tịnh cư thì sẽ sanh về cõi tịnh cư. Vị này mà chứng bất lai thì sẽ sanh về các cái cõi tịnh cư thiên. Và hạ tịnh cư thiên á, thì giống như là chúng ta nói là cái tịnh cư thiên ở đây là chỉ cho năm cõi của bậc thánh. Năm cõi của bậc thánh. Cho nên cái cõi này đó là các vị này ở đây tu tập. Đặc biệt là ở trong cõi này có ba cái hạng thánh. Là bậc thánh tam quả, bậc thánh tứ đạo và bậc thánh tứ quả. Cho nên nếu mà nói theo hạng người thì có ba hạng người ở đó. Hạng người thánh, mà hạng người thánh ở đây là hạng người thánh tam quả, hạng người thánh tứ đạo và hạng người thánh tứ quả. Có ba cái hạng đó. Và những vị này sau khi chứng quả vị A-la-hán là từ cõi này các vị ấy niết bàn luôn. Cho nên không trở lại cõi dục nữa, cho nên gọi là bất lai. Lai là trở lại. Bất lai là không trở lại. Trở lại ở đây là trở lại cõi dục. Bất lai là vậy. Cho nên là đây là chỉ cho bậc tam quả. Nó gọi là cõi tịnh cư thiên, bởi vì cái cõi này là cõi của bậc thánh. Bậc thánh. Và ở từ cái cõi đó các vị đó tu tập chứng quả vị A-la-hán, và sau khi bỏ thân ngũ uẩn này rồi thì các ngài vô dư y niết bàn, tức là không dư sót đối với ngũ uẩn, không dư sót phiền não và không dư sót của ngũ uẩn. Cho nên gọi là bất lai là vậy. Bất lai là không trở lại cội dục. Và khi mà chứng quả vị A-la-hán gọi là bậc vô sanh. Vô sanh tức là cái mầm mống tạo nên sanh tử luân hồi nó không có nữa. Không có nữa. Cho nên là không sanh thì có lẽ là không diệt. Không sanh là không diệt. Cho nên cái yếu lý ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là đời sống thì có nhiều cái sự biến đổi. Và mình thì trong hoàn cảnh nào, cái người tu của mình luôn luôn giữ cái tâm của mình. Và những thiện sự, đức tin, niềm tin của mình, cái sự tính thành của mình có, mình luôn luôn giữ. Vì chính cái đó nó không mất đâu cho, không mất đâu. Và cũng không ai làm cho được cho mình đó, mà mình tự tạo cho mình thôi. Cho nên thiện sự công đức, công đức tức là sự tu tập của chính mình. Tu tập về phương viện thiền tập trì giới của chính mình, cái việc đó nó rất là quan trọng. Và cái điều đó không ai làm cho mình, mà mình tự làm cho mình. Tự làm cho mình. Và không có chỗ nào nương tựa bằng cái đời sống mà chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta có đời sống thiện pháp, chúng ta luôn luôn nhớ đến những điều đó. Dở như giờ phút lâm chung mà chúng ta lại nhớ đến thiện sự, thì chúng ta thì tốt lắm. Thì tốt lắm. Hoặc là nếu chúng ta có đời sống chánh niệm thì chúng ta luôn luôn trú mục vào, trú tâm vào trong cái đề mục mà mình đang ghi nhận, đang tu tập, thì nó làm cho cái tâm của mình không có đáng tán loạn, thì mình cũng có thể sanh về cảnh giới được an vui. Cho nên điều này á, muốn nói đến từ ở cái giai đoạn của một người tu tập của chúng ta, chúng ta có được cái chánh trí, để có được hai cái sự lợi ích là chánh trí. Chánh trí thứ nhất á, là chúng ta nhìn biết được đời sống luân hồi là khổ. Chúng ta nhìn biết được cái phiền não là bao nhiêu gây cái sự khổ đau cho chúng ta. Chúng ta tin ở nơi ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, luân hồi nghiệp báo. Cái chính trí thứ hai nữa đó là chúng ta có được cái trí đạo ở trong đời sống, tức là trí thánh quả tu đầu vợ. Thánh đạo tu đầu vừa. Và cái quả vị thứ hai mà có đó là chúng ta chứng quả bất lai. Ở đây là mình nói đến các cái bậc thánh. Nhưng mà ít ra là trong đời sống của chúng ta đó là luôn luôn chuẩn bị cho mình cái đời sống. Thứ nhất là mình phải thật sự hoan hỷ ở trong thiện pháp. Cái thứ hai là mình có cái niềm tin tính thành đối với cái thiện pháp mà mình làm, thực hành trong đời sống hàng ngày. Và do vậy mình luôn luôn giữ cái tâm của mình chánh niệm và tỉnh giác. Và đối với một cái người tu tập chúng ta là luôn luôn thức tỉnh, biết rằng cái mạng sống của mình là ngắn ngủi, đời sống luân hồi là khổ đau. Chúng ta thức tỉnh như vậy
Chúng ta thức tỉnh như vậy thì mọi hoàn cảnh nó có như thế nào, ra sao, thì chúng ta luôn luôn giữ vững cái niềm tin của mình, giữ vững những cái sự tạo cho chúng ta được. Như là trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Hoặc là với một cái người mà Đức Phật Ngài nói rằng nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, bảo vệ ở đây là bảo sự phạt mà mình làm, khéo bảo vệ chính mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Đức Phật Ngài dạy trong kinh Pháp Cú là như vậy. Cho nên ba canh ở đây là ba canh của cuộc đời, từ tuổi ấu niên, từ tuổi trung niên và bước sang tuổi lão niên. Chúng ta luôn luôn thức tỉnh, biết được như vậy để chúng ta trau dồi cho chúng ta, để chúng ta có được cái sự an lạc ở trong đời sống thiện pháp. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi được xin chia sẻ cái bài học hôm nay. Và bây giờ xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui, tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử, tu nữ chúng ta được sự an lạc trong đời sống tu tập của chính mình. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, xa thủ, xa thủ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng.